Sử dụng em nó và mở ở tốc độ lớn nhất á, thì Hạnh thấy là gió rất là mạnh luôn nha. Và khi mà mở vậy nè là Hạnh nhớ đến cái hồi xưa hồi nhỏ mình hay có cái trò vậy nè. Rất là mát luôn á các bạn. Nếu như mà bây giờ cúp điện á, một cái đèn sạc, một cái đèn dầu hay là một cái đèn dầu điện tử sẽ là một món bảo bối thần kỳ. Nhưng mà những buổi mà chưa hè hay là những buổi tối nóng bức á mà mất điện thì thật sự là một ám ảnh kinh hoàng. Những lúc này không có hơi mát từ quạt hay là máy lạnh thì thật sự là làm việc hay ngủ cũng không thể nào chịu nổi. Và những lúc như thế này thì chỉ cần một hơi gió quạt mát thôi thì cũng đã đủ cứu rỗi rồi. Và sản phẩm ngày hôm nay mà Hạnh muốn giới thiệu đến các bạn sẽ là một gợi ý cho một món đồ gia dụng mà Hạnh nghĩ là các bạn sẽ cần đó. Bởi bên cạnh việc cứu rỗi bạn trong những lúc mất điện, với sự gọn nhẹ tiện lợi trong chiếc quạt sạc đến từ thương hiệu AC này, bạn sẽ có thể xách đi bất cứ nơi đâu. Em nó rất phù hợp cho bạn khi đi cắm trại, trong những chuyến dã ngoại v.v. Nhà Hạnh thì thường xuyên nướng barbecue, cho nên là Hạnh cần một cây quạt nhỏ gọn như thế này để lấy gió thổi cho lò nướng, để mà mình khỏi phải mất công quạt rất là mỏi tay. Điều mà Hạnh quyết định chốt mua em này từ Điện Máy Xanh là vì em nó có thời gian sử dụng cao. Theo như thông tin từ hãng thì quạt có thời gian sử dụng 5 giờ cho tốc độ cao và 24 giờ cho tốc độ thấp. Sở dĩ có thời gian sử dụng liên tục và cao như vậy vì được trang bị pin lithium ion cao cấp với dung lượng khủng 7500 mAh. Đây, pin nằm phía sau quạt nè, rất là gọn, nhẹ, không có phức tạp cồng kềnh như là những loại pin quạt sạc khác. Đi kèm với quạt là bộ sạc, thao tác sạc pin rất là dễ. Phía sau này là cổng sạc, có ký hiệu pin để mình dễ nhận biết ha. Các bạn chỉ cần kết nối với nguồn điện là dùng được. À, cổng sạc này cũng có nắp đậy luôn nha. Điều này sẽ hạn chế được kiến, côn trùng nhỏ gì đó chui vào bên trong này hay là nước vô chập điện bị hư nguồn sạc nha. Công suất của quạt là 10W, tốc độ gió là 4m trên giây, giúp quạt tản gió nhanh và ổn định. Với kiểu dáng nhỏ gọn xinh xắn, bên cạnh nhiều công năng đa dạng thì mình dùng em nó làm đồ trang trí cũng rất đẹp nha. Model này có màu đen nha, nhưng mà chính là vì Hạnh thích màu yellow cho nên là Hạnh chọn em này luôn. Hãng phối thêm những điểm nhấn màu đen cho chân đế, lòng quạt nhìn rất tinh tế luôn. Phần thân quạt được làm bằng kim loại cứng cáp, giúp quạt vô cùng chắc chắn và tạo lực đẩy gió mạnh. Thân quạt còn được sơn tĩnh điện, giúp tăng tính thẩm mỹ, sang trọng và hạn chế tối đa quá trình oxy hóa. Phía bên trong này là cánh quạt kim loại 10 inch, gồm 3 cánh với động cơ bên trong quạt là động cơ không chổi than cùng lõi đồng nguyên chất, giúp quạt vận hành êm ái, không gây nóng máy, cho khả năng làm mát hiệu quả. Hạnh thấy là luồng gió này giống như là quạt điện vậy, rất mát mẻ và thoải mái. Sử dụng em nó và mở tốc độ lớn nhất á, thì Hạnh thấy là gió rất là mạnh luôn nha. Và khi mà mở vậy nè là Hạnh nhớ đến cái hồi xưa hồi nhỏ mình hay có cái trò vậy nè. Rất là mát luôn á các bạn. Với thiết kế đạt chuẩn kháng nước IPX4, em này còn có khả năng chống bắn nước, do đó có thể chịu được những cơn mưa nhẹ khi mình sử dụng ngoài trời. Phần chân đế thì cũng được bọc cao su chắc chắn, chống trượt tốt, hạn chế bị ngã đổ khi sử dụng. Phần chân đế này có thể tháo rời, mình chỉ cần xoay hai bánh răng là tháo ra được nhé. Quạt điều khiển bằng núm xoay vô cấp rất dễ dàng để mình điều chỉnh tốc độ cao hay thấp tùy theo nhu cầu. Mình xoay qua phải theo hướng dấu cộng là tăng và xoay qua trái là giảm. Quạt có đèn LED báo dung lượng pin ở 3 mức là 30%, 60% và 100%. Khi sạc dưới 30%, đèn LED đầu tiên sẽ nhấp nháy màu đỏ. Khi sạc trên 30% đến dưới 60%, đèn LED thứ hai sẽ nhấp nháy màu xanh. Khi sạc trên 60% đến dưới 100%, đèn LED thứ ba cũng nhấp nháy màu xanh. Khi đầy pin, đèn LED thứ ba sẽ ngừng nhấp nháy là quạt đã được sạc đầy. Em nó thì không có màn hình để hiển thị từng phần trăm pin như là điện thoại thông minh Hạnh hay sử dụng, cho nên Hạnh cũng không có biết chắc là vào lúc đúng 30% hay là 60% thì đèn có ngừng nhấp nháy hay không nữa. Thời gian sạc đầy là từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, nhưng mà lúc mới mua về thì Hạnh thử sạc mới gần 2 tiếng là đầy à.
Trong quá trình sử dụng thì Hạnh để ý thấy là Hạnh mở ở tốc độ cao nhất nha. Hạnh dùng cũng được 5 tiếng mấy, 6 tiếng mới hết pin đó. Còn ở tốc độ thấp thì cũng tùy là mình mở tốc độ thấp như thế nào nữa. Hạnh thì Hạnh mở linh hoạt, tốc độ cao, thấp khác nhau. Thì Hạnh để ý là Hạnh xài cũng được gần 1 ngày mới hết pin đó. Và khi quạt sử dụng dù ở tốc độ thấp hoặc cao, Hạnh cũng không thấy em nó có tiếng ồn quá lớn. Đây là ghi nhận của Hạnh ở 2m. Và bây giờ thử ở khoảng cách nửa mét, Hạnh sẽ đo độ ồn cho các bạn xem thử nha. Hạnh sẽ mở máy và mở quạt ở tốc độ cao nhất. Và độ ồn mà Hạnh ghi nhận được ở đây là khoảng 58 đến 59 decibel. Bây giờ Hạnh sẽ thử tốc độ nhỏ nhất nha. Hạnh ghi nhận được là khoảng 43-44 decibel. Và các bạn thấy không, với khoảng cách 0.5m mà độ ồn của nó không vượt quá 60 decibel. Hạnh nghĩ là với không gian làm việc phòng kín mà im lặng như thế này mà độ ồn như thế thì đúng là quá êm ái luôn. Nhà Hạnh thì cũng hay bay đồ chơi ra sàn để cho nhỏ Bunny, cháu của Hạnh chơi. Thì mỗi lần như vậy Hạnh cũng hay mở cái quạt này để làm mát cho bé. Mà cái quạt này ha, nhỏ gọn nè, gắn ốc cũng chặt và không thể tháo rời, phải dùng tu vít nó mới mở được. Cho nên Hạnh cũng khá là an tâm. Và đặc biệt á là những cái nan quạt nè, rất là khít luôn. Cho nên lỡ nhỏ cháu mình có tò mò cho tay vào thì cũng không có bị ảnh hưởng gì hết trơn á. Khi sử dụng thì bạn nhớ vệ sinh quạt để em nó luôn sạch sẽ và đảm bảo hoạt động tốt cho động cơ bên trong ha. Thao tác vệ sinh thì cũng đơn giản ha. Phần bên ngoài này thì mình dùng khăn, mình lau nhẹ là nó sẽ sạch bụi. Còn ở phía bên trong thì mình sẽ dùng tu vít để mở lòng quạt ra và dùng khăn lau nhẹ là nó sạch thôi. Đồng thời là bạn nhớ phải sử dụng đúng điện áp và bộ sạc đi kèm nha. Nếu không sử dụng thì bạn nhớ định kỳ 3 tháng mình sạc lại một lần để đảm bảo tuổi thọ cho quạt nè. Với những tiện ích mà Hạnh vừa chia sẻ thì các bạn đã biết tại sao Hạnh lại quyết định chốt đơn em nó chưa? Và với cái nắng gay gắt của mùa hè nha, mà bất thình lình cúp điện thì em nó sẽ như là một vị cứu tinh cứu rỗi cho cái nóng. Và nếu như mà nhà của các bạn hay nướng barbecue như nhà Hạnh ha, mà cần một chiếc quạt để thổi gió cho lò nè, hay là các bạn hay đi picnic dã ngoại và muốn chuyến dã ngoại của mình thêm phần thú vị, hoặc là các bạn là công nhân tại các công trình, công xưởng cần một thiết bị làm mát lâu, hay đơn giản là bạn muốn tìm một món đồ trang trí cho không gian nhà mình, thì Hạnh nghĩ là chiếc quạt sạc đến từ thương hiệu AC sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Thời gian sử dụng lâu, dung lượng pin khủng và đầy những tiện ích đáng cho các bạn cân nhắc ha. Và giá của em nó thì Hạnh sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ các bạn nếu mà thấy video ngày hôm nay thú vị thì đừng quên cho Hạnh một like và một subscribe ủng hộ kênh Điện Máy Xanh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.